Rượu này là 10 năm trước cậu tặng cho tôi. Tôi giận dữ không nỡ uống. Thời điểm đó cậu mới tới còn chân ướt chân ráo. Hôm nay chúng ta uống đi. Sau này có lẽ nhìn thấy bình này tôi sẽ nhớ tới cậu. Kim Tổng, ông nói vậy là có ý gì? Tức cảnh sinh tình mà, con người tôi hay hoài niệm. Gần đây cậu ở bên ngoài chất giả rồi. Mùi vị chạy trốn quên mình thiệt là không dễ chịu. Giống như con chó mất nhà vậy, hoảng sợ không biết khi nào dứt, phập phồng lo sợ, sống không bằng chết. Mệt mỏi. Nếu như có thể quay về trước đây, sống được cuộc sống bình yên, cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không đổi. Chức có lớn thêm tôi cũng không làm. Tới lúc nào hay lúc đó thôi. Sau này định thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng không trốn thoát nổi, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của cục chống tham nhũng. Kim Tổng à, nếu như vậy, hay là tôi đi tự thú? Tự thú còn giữ được cái mạng. Ông yên tâm đi, tôi chỉ nói chuyện của mình thôi, còn chuyện của người khác tôi sẽ không nhắc tới. Nếu chỉ là vấn đề kinh tế thì dễ nói. Vào đó ngồi 2 năm, chúng tôi nghĩ cách cứu cậu ra khỏi đó. Dù đặt bom, nghe nói người phụ nữ đó lúc chết còn mang thai 3 tháng nữa đó. 2 mạng người lận, chuyện lớn như vậy ai dám nói giúp cậu chứ, sao mà cứu cậu được đây? Đã vào đó thì tôi không định ra ngoài. Tự tạo nghiệp không đáng sống, tôi hiểu mà. Nếu như là tự thú thì tài sản của cậu phải giao nộp rồi. Có nghĩ tới người nhà không? Cậu vất vả nhiều năm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì bọn họ sao? Vợ con của tôi đều ở nước ngoài cả rồi. Tiền tôi cũng đã chuyển qua bên đó, thì họ điều tra được cái gì chứ? Cảnh sát không tra ra được. Có người tra được đó. Ai vậy? Cục trưởng Tiêu, chủ nhiệm Cam, khu trưởng Mạnh. Những người này đều có qua lại kinh tế với cậu. Đối với tài sản phi pháp cậu có được ở Mỹ, họ nắm rất rõ. Bản thân cậu chắc cũng không rõ có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu cửa hiệu, họ đều nắm rõ từng ly từng chút một. Họ theo dõi tôi, còn theo dõi cả người nhà tôi sao? Trong số những người này cũng bao gồm cả Kim Tổng ông. Chuyện này thì tôi không làm. Cậu là một tay do tôi đào tạo lên mà. Tôi cũng là người thấy cậu trưởng thành. Nói theo một cách khác thì cho dù là tới lúc nào, cậu cũng không gây ra chuyện bất lợi cho tôi chứ. Kim Tổng, dù gì thì tôi cũng từng làm việc cho ông. Ông đối với tôi giống như người nhà vậy. Tôi từ cấp khoa tới cấp cục đều là do ông giúp đỡ cho tôi. Ở trước mặt ông, tôi như người không mặc quần áo, không có bí mật gì hết. Cứ nói thẳng ra đi. Tôi đang nghe đây. Cục trưởng Tiêu, chủ nhiệm Cam, khu trưởng Mạnh, hay là bất kỳ ai đi nữa, nếu như họ nắm rõ tình hình của tôi, vậy tôi nói cho ông biết, tình hình của họ tôi cũng nắm rõ từng chút một, không thiếu cái gì hết. Thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như họ có bao nhiêu nhân tình, đám nhân tình đó lại có bao nhiêu nhân tình, họ bị bao nhiêu nhân tình cấm sừng, họ có thể không rõ nhưng mà tôi nắm rõ hết. Tôi còn giữ video. Nếu như mọi người muốn trở mặt thì cùng rơi vào lưới đi, tôi chơi tới cùng. Vấn đề tác phong cuộc sống dù gì cũng là chuyện nhỏ. Cậu đừng có quên,
Người nào người nấy đều từ cơ sở mà đi lên. Thành tích thì dài cộm. Nếu như cậu muốn tố cáo mấy người họ, nhiều nhất là kỷ luật giáng chức, cùng lắm thì ngồi tù 2 năm. Cậu thì không giống họ, 2 mạng người đó. Chó điên thì nhảy tường, thỏ điên thì cắn tay. Người mà điên lên rồi á, vậy thì cắn người thôi. Có chết thì cũng sẽ kéo người vào cùng. Cậu muốn thế nào đây? Nói thẳng ra thì tôi muốn nhờ ông chuyển lời tới họ giùm tôi. Cho dù là họ dùng cách gì đi nữa, nhất định cũng phải đưa tôi ra nước ngoài an toàn. Đây chính là yêu cầu thứ nhất. Không được bất kỳ ai trả giá với tôi chuyện này. Nói cái thứ hai. Cùng đường thì chẳng sợ gì cả. Bây giờ tôi cũng đang bị truy nã mà, tôi còn sợ cái gì chứ. Còn họ đang tiếp tục làm quan, họ vẫn còn được ăn ngon mặc đẹp, còn đường hoàng là mặt người giả thú. Được thôi, tôi sẽ giúp cho họ. Nhưng mà tất cả bọn họ đã quấy nhiễu gia đình tôi, đụng tới giới hạn của tôi, thì họ phải tới đây xin lỗi tôi, phải quỳ xuống nữa. Nếu lỡ như tôi không tìm được chỗ trút giận, thì hôm nào đó quỹ ban giám sát sẽ nhận được tài liệu trông khó coi lắm. Đều là bạn bè, có cần phải vậy không? Ông rành sử sách mà. Vậy thì dầu năm Ung Chính có được quyển Bách Quan Hành Thuật, chắc ông cũng hiểu rõ. Cậu muốn nói tới cái gì? Có một người tên là Nhậm Bách An, là quan bộ lại nhỏ. Lúc ở bộ lại thực hiện chức trách của mình, ông ta đã ghi chép lại lỗi lầm lớn nhỏ của các quan chức ở trong triều. Đó, năm đó ở trên triều, ông ấy đem ra giáo huấn bách quan trong triều. Ông ấy đem giáo huấn bách quan như là con nít, như là cháu ông ấy vậy. Đúng là buồn cười. Trong tay của tôi có một quyển Bách Quan Hành Thuật. Những chuyện quy hoàng của cục trưởng Tiêu đều viết ở trong đó hết. À phải rồi, hình như là có ông nữa đó. Không hổ danh là học trò của tôi, không uổng công đào tạo. Làm việc giống như tôi, chính xác độc ác. Đi, thầy trò chúng ta cùng cạn một ly ha. Cảm ơn ông đã khen. Tôi xuất thân là thư ký, lúc nào cũng ghi chép lại là thói quen tốt mà. Không phải ông đã từng nói trí nhớ tốt không bằng ghi chép tốt sao? Quên nói chuyện này với cậu. Trong tay của họ có chứng cứ quan trọng, chắc cậu không biết. Lại làm chứ? Cô gái Ukraine này của cậu rất đẹp, cậu không biết hưởng thụ quá chứ. Nhà giàng cất người đẹp, cô gái này không dễ tìm đâu. Họ đã thuê 20 mấy thám tử mới tìm được đó. Giỏi.